Người bí ẩn. Ui, Việt Ủng. Và anh em là đặt tên dài là sẽ khó đấy. Uamikami à? Rồi, tôi sẽ xem nào, tôi sẽ đã khóa phòng. Ai robot đâu rồi? Ai robot đâu rồi? Ai robot mít xuất à? Ai robot đâu rồi? Ui dồi, Kun Z Be Việt Dũng. Bốt mít à em? Một ông Bin, một ông Be, một ông GG, một ông Tống Giang. Tôi nói rồi mà. Có ông Vinh Nguyễn à? Không không, ông Tùng à? À, bốt rỗi đá Apple à? Cho nghỉ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Em mít thì đấy, tôi bảo là các ông đừng có ý kiến nhiều, như vậy thì sẽ có người thiệt. Sẽ có người thiệt. Này 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 này. Ông nào ao đấy? Rồi, bắt đầu nhá. Bắt đầu này. Câu này thì làm gì còn ai trả lời sai nữa. Mà tầm này làm gì có ai trả lời sai nữa. Đây. Khi trao thưởng thì các bạn sẽ phải chụp ảnh màn hình cho tôi. Cho nên là anh em yên tâm. Không lận được đâu. Úi giời ơi, vẫn có hai ông trả lời Philip Zone. Đáp án này mà đây là Indiana Zone. Được chưa? Tiếp nhá. Huy Phúc với Uomikami. Huy Phúc nhanh thế, mạng mạng ngon đây. Cái phần mềm này nó khá là đắt tiền nên là mình chỉ mua được cái bản Pro thôi. Bản kia nó hơn 1 triệu cái. Anh em nào đầu tư thì tôi update nhé. Nào. Câu này chắc cũng vẫn có người trả lời sai cho xem. Vẫn có một ông Tú Lươn với Diệp Liên Tú. Ok. Chúng ta sẽ tính điểm vào cuối nhá. Bây giờ là sẽ là câu mới hoàn toàn so với hai lần chơi trước. Mình hy vọng là anh em lần này sẽ nhanh. Và cũng là lần đầu tiên làm. Cho nên là nó có chút sai sót và nó chưa được pro. Thì anh em thông cảm. Ngày mai chúng ta sẽ lại có một game show nữa. Cho nên là nó sẽ mượt mà hơn. Này, bắt đầu lại. Tập trung lại. Ui, câu này thấy trả lời bắt đầu chậm rồi.
Vâng. Nga, nhiều người biết anh này. Có một số người không đưa được ra câu trả lời. Nào, tiếp. Đến thời điểm này thì bạn Minh đã lên top rồi. Ghê nhỉ, Minh lên top rồi. Các bạn không cần phải trả lời nhanh mà các bạn trả lời đúng liên tiếp, gọi là có chuỗi thắng, chuỗi đúng thì các bạn sẽ lên điểm rất là nhanh, chứ không cần thiết phải trả lời nhanh đâu. Gõ cho nó chuẩn vào. Ôi trời ơi. Gõ cho nó chuẩn vào. Tiếp lại. Trong FIFA Online 4 khi nâng cấp cầu thủ từ cộng 7 lên cộng 8 thì sẽ lên bao nhiêu chỉ số? Ông nào delay thì kệ các ông chứ. Giờ các ông gì cũng muốn thì hảo. Đấy, đã có 47 người trả lời rồi. Và chúng ta có 33 đáp án 4. Ok, đáp án 4 là đáp án chính xác. Tiếp. À, mình vẫn top. Mình vẫn top. Tiếp này. Trên logo của đội tuyển bóng đá nam nước Anh thì có gì? Ok. Kiếm câu nào khó hơn à? Cứ từ từ. Cứ từ từ. Quan trọng là cái chuỗi win, chứ còn nhanh hay chậm không quan trọng. À, vị trí top 1 vẫn chưa thay đổi. Top 1, top 2, top 3. Bắt đầu ngon rồi đây. Tiếp. Câu hỏi tiếp theo. Ông nào mà kêu dễ thì ngày mai cố gắng mạng ngon mà chơi nhá. Ngày mai giờ này. Úi giời, không ai trả lời sai. Như vậy là có hai người out khỏi Zoom và mất quyền lợi. Mất quyền lợi. Tiếp. Vâng, như vậy là Nico Han đã xuống top 5. Thời gian đủ search Google. Quốc tịch của trọng tài huyền thoại Colina là quốc tịch gì? Các bạn có biết ông này không? Để ít thời gian để các ông bảo là không Google kịp. À quên, không đọc kịp câu hỏi. Để nhiều để các ông Google gì? Kiểu gì chẳng các ông trả lời sai. Chấp các bạn search Google thì các bạn trả lời chậm thì được ít điểm. À.
nay sẽ có bộ câu hỏi vui hơn. Hôm nay là demo. Nào, tiếp tục. Demo mỗi một cái FC ấy. Đùa à? Đấy, người bí ẩn tụt top ngay. Ông nào ông Minh chơi xuất sắc thế nhỉ? Mạng ngon này. Bỏ xa người thứ hai tận trăm điểm, hơn trăm điểm rồi. Bây giờ bạn nào mà còn chat câu trả lời trên thanh chat ấy là tôi sẽ cấm bạn ấy 15 phút nhá. Các ông mà còn nói câu trả lời trên thanh chat là tôi sẽ cấm 15 phút. Giờ mình rảnh tay mình ban nick được. Tiếp. Tựa game eSports nào có giải vô địch thế giới với quỹ tiền thưởng lớn nhất? Các bạn phải xem câu hỏi trên livestream và trả lời bằng trình duyệt hoặc là phần mềm trên điện thoại của các bạn. Ông nào mà còn chat câu trả lời, tôi sẽ ban 15 phút này. Trung Đinh Trông này, nghịch ngợm này. Hơn một nửa trả lời sai. Hơn một nửa trả lời sai. Đánh câu dễ này. Này thì câu dễ này. Mới được 8 trên 30 gớm. Này, ăn mừng sớm à. Ăn mừng sớm à. À dạ, ông Minh này ghê nha. Minh này ghê đấy. Tuyết. Ôi trời ơi. Tiếp. Câu số 9. Trong bộ môn quần vợt, khi tay vợt giao bóng đúng luật nhưng mà vấp lưới thì sẽ được giao lại, có đúng không? Tưởng thế nào à? Game này EZ à. Để cho bạn nào không biết tiếng Anh, chu là đúng còn phone là sai không ạ? Tôi sợ không. Không biết tiếng Anh thì chết. Câu này chia nửa. Câu này chia nửa. À, sao nào? À, mình mất top. Và Kun Z lên ngôi à. Bạn nào là Kun Z đấy nhỉ? Bạn nào là Kun Z thì chat cái trên stream đi. Em nè chẳng hạn là tưởng Minh thế nào? Tưởng Minh thế nào? Top 1 được 8 vào. Tiếp tục là một câu hỏi đúng hay sai. Trong bộ câu hỏi của chúng tôi nhằm đánh bại các bạn không có được chuỗi
thì bộ câu hỏi nó sẽ không có kiểu thứ tự khó tăng dần mà nó sẽ random. Với lại dễ với người này khó với người kia, chả biết thế nào là khó tăng dần. À, 10 câu dễ quá. Này, mình đang tính anh em hưởng ứng mà gọi là xôn xao vui vui một tí thì tôi còn nâng cấp phần mềm chứ phần mềm này đắt lắm các ông ạ. 50 người một Zoom thôi. Giá mua đã rất cao rồi. Cùn gen ghê đấy. Chả thấy mình đâu nữa rồi. Không thấy mình đâu nữa rồi. Nào, tiếp theo. Chúng ta sẽ đến với câu thứ 11. Không trả lời Binz. Được, chúc mừng bạn. Xem nào, ơi cun cun mất tốp rồi, bi lên ngôi. Tiếp theo câu số 12. Hay quá. Các bạn cứ yên tâm, bởi chúng ta còn 18 câu nữa. Nếu anh em mà trả lời có chuỗi, các bạn sẽ leo lên. Và hãy cứ chơi, đừng nản. Tiếp này. Úi giời, Ngô Văn Tường lên này. Cun. Có sự xuất hiện của Trần Ngọc. Lên top rồi. Câu thứ 13.
Chắc gì đã có người biết. Đấy. Kiểu gì có ông sai. Tiếp này. Tôi sẽ nghiên cứu, ngày mai tôi sẽ mở rộng cái việc zone zoom của ông lên. Các bạn sẽ có nhiều slot để chơi hơn. Và bạn nào đít thì chịu. Tiếp. Lên. Lại một câu hỏi đúng sai thôi. Galactus là nhân vật phản diện trong vũ trụ truyện tranh DC. Galactus. Thế mới là câu lừa. Úi giời, ông bé này ghê nhỉ. Ông bé này ghê nhỉ. Lên này. Câu tiếp theo. À, đáp án chính xác là Cambiaso, 19 người trả lời đúng. Camavinga, à, nếu anh em mà có chơi thì biết đây là cầu thủ thuộc 20 New Gen có mặt. À, úi giời, cun lại lên. Tuấn Việt à? Nghe mày ghê nhỉ, Tuấn Việt thì ghê đấy chứ. Tiếp, câu hỏi số 16. Cầu thủ nào là gương mặt bia đĩa của FIFA 11? Ui. Câu này lâu, câu này lâu. Chính thức là Juni, không phải Juni mà là Kaka. Có rất nhiều cầu thủ ở được làm đại diện trên bìa đĩa game nhưng mà chính thức là Kaka. Kaka xuất hiện trong cả cái phần intro trong game. Juni là nhân vật phụ của cái năm đấy.
Toàn ngày. Úi da, vãi nha. Kun Z. Kun Z chuẩn đấy. Next tiếp này. Câu số 17. Kênh YouTube 1977 Vlog chuyên về nội dung gì? Nào, chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Ủa ôi, ông cu này đang rất cháy này. Trả lời đúng 6 câu liên tục à. Rất cháy. Nhưng mà chuỗi win mà mới chỉ có 6 thôi thì bình thường. Các bạn hoàn toàn có thể lật ngược thế cờ với 13 câu hỏi còn lại. Ông nào mà còn chat câu trả lời lên kênh là tôi ban 15 phút. Anh ạ. MC dẫn chương trình của ai là triệu phú năm 2021? Chứng tỏ là stream của mình delay không nhiều. Khi câu hỏi nó còn tầm 53 giây tôi đã thấy các bạn trả lời rồi. Thế mà các ông lại kêu. Nhiều ông kêu vãi. Mạng các ông lởm ấy. Mạng các ông lởm. Câu hỏi nó chạy đến giây 53 đã thấy một đống người trả lời rồi. Đùa. À, câu trả lời chính xác là Dũng Đê Tiện. À, chính xác đấy. Chính xác đấy. À, Kun Z lại lên. À, vẫn thế, vẫn thế. Vẫn thế. Tuấn Việt. Câu thứ 19, bàn thắng thứ 100 của Son Heung-min tại giải Ngoại hạng được ghi vào lưới của đội bóng nào? Ghê nhỉ. Ghê nhỉ. Nhiều bạn trả lời đúng thế. Search Google có khác. Google nhanh thật. Chốt đấy. Chốt đấy. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Sân vận động cũ của Arsenal bất bại là sân vận động nào?
Chỉ có 16 người trả lời đúng cho câu này. Phải dễ đâu. Không phải dễ đâu. Là xem nào. Vị trí đã thay đổi. Bạn bè lại lên à. Bạn bè lại lên. Câu thứ 21. Cầu thủ nào trong những cái tên sau có nhiều mùa thẻ nhất ở FIFA 24? Câu này mà vẫn giữ được top là giỏi đấy này. Các ông cứ bảo dễ đấy. Câu này mà các ông Google được có thánh. Ông nào mà chơi bằng Google gặp câu này oảng ngay. Đáp án chính xác là Marco Roy với 14 mùa thẻ. Hà Duy Kiên và Kèo Loa Navas có 13 mùa. Xem nào. À đù. Ghê thật sự. Wow. Ghê vãi. Câu này tôi cũng không biết đâu. Thế mà anh em biết. Anh em giỏi thật. FIFA đích có mà trả đến Tết. Câu tiếp theo. Cầu thủ bóng rổ LeBron James đã vô địch NBA với bao nhiêu đội bóng khác nhau? Và cái hình này mình chụp trong game. Game làm đẹp vãi. Ban nick mấy ông làm gương nghịch ngợm nghiêm cấm. Lần sau tôi quyết tâm là tôi phải rút rút thời gian trả lời xuống đòi hỏi. Đòi hỏi thì cuối cùng là tra Google. Stream delay có 7 giây. Anh các ông bảo delay 30 giây. Nghe gian dối. Gian dối vãi chưởng. Chúng ta tiếp tục. Câu hỏi số 23. Dòng sản phẩm tai nghe mới nhất của Apple có tên là gì? Tên này chỉ có 13 người trả lời đúng thôi. Xem nào. Ủa. À, Minh leo lên rồi. Minh leo lên rồi. Người top đầu của trò chơi này, những giao đầu giờ lại leo lên rồi.
Lại leo lên và chúng ta đến với câu hỏi số 24. Độ tuổi tối thiểu để được cấp căn cước công dân Việt Nam là bao nhiêu tuổi? Ba mươi hai câu trả lời. Đáp án chính xác là 14 tuổi, 12 người trả lời đúng. Nó phải dễ đâu. Ui ôi, Tuấn Việt này, Tuấn Việt này. À, Tuấn Việt này, bứt quả phá ác này. Bứt quả phá này. Nhưng mà cun quả này lên câu số 25. Vâng, và như vậy là có 3 người trả lời sai trong cơ này. Không ai trả lời trần dần. Câu hỏi của chúng ta không có thứ tự dễ khó tăng dần. Lý do là vì nó có thể dễ với người này nhưng nó khó với người kia. Không ai đánh giá được là câu hỏi nào là dễ, câu hỏi nào là khó cả. Có những người chẳng xem phim bao giờ. Thế thì một câu hỏi về diễn viên đối với họ là cực khó. Thế nhưng mà những người đấy họ lại giỏi lĩnh vực khác. Thế thì những cái câu hỏi về vật lý hạt nhân nguyên tử đối với những người đấy nó lại dễ thì sao? Không đánh giá được, cho nên các ông bớt kèo rồi. Bớt kèo rồi. Tiếp à? Câu số 26. Tên viết tắt của Tổ chức Y tế Thế giới. Có ông sai cho xem. Đấy, kiểu gì chả có người sai đúng không? Dễ với người này, khó với người kia. Ui ôi, ông cun này. Nhưng mà ông Việt có khả năng lật được nha. Còn 4 câu. Còn 4 câu. Thí nghiệm Mendel nổi tiếng thực hiện trên loài động vật nào? Có rất nhiều bạn. Cái lúc mà mở Zoom thì đăng ký nhanh lắm, xin slot các thứ. Nhưng mà chơi được dăm ba câu thì ao, tinh thần trách nhiệm nó không cao. Và cái khả năng sinh tồn như vậy là kém. Đi chiếm slot của người khác cuối cùng chơi được tí thế không được.
À, như vậy là không có ai chọn đáp án D cả. Đáp án D là đáp án rất hay mà không ai chọn. Đấy, câu trả lời chính xác là ruồi giấm đấy. Ông cun này, tôi đảm bảo là mạng của ông ấy rất nhanh. Đấy, những cái người như này xem live mới chuẩn này. Không bị delay. Chúng ta tiếp tục. Câu số 28. Nhiều người biết quá. Tôi bảo các bạn rồi. Ông nào mà comment bất kỳ một cái đáp án nào nằm trong bốn đáp án này lên cái kênh chat, tôi sẽ đều ban nick 15 phút. Nghịch. Để giữ gìn cuộc chơi sạch đẹp. Ông cun này. Cun này ghê quá. Con lợn có thể ngước lên nhìn bầu trời. Đúng hay sai? Nhiều người trả lời đúng phết. Kun đã trả lời sai câu này. Và nếu như Kun trả lời sai câu tiếp theo, bộ đôi ông Bè này ông trả lời đúng này, là ông sẽ lên top 1. Đây là câu hỏi cuối cùng trong chương trình. Cao lầu là đặc sản của Huế. Đúng hay sai? Nhiều người trả lời đúng thế.
Chứng tỏ là thời gian mình cho các bạn là quá dài. Top 3 là Minh à. Top 2 là Be. Và top 1. Ui. Ê quá. Giỏi đây. Hôm nay chúng ta có nhà vô địch. Trận đấu khá dài hơi. Anh em thấy những cái trò chơi như này nó có vui không? Những người thường ý kiến nhiều là những người không chơi được đến cùng. Khi chúng ta tham gia một cái tựa game sinh tồn kiểu như thế này, chúng ta sẽ thấy những người lúc đầu mà game nó chưa bắt đầu mà chat nhiều, yêu cầu nhiều, hoành hoẹ ban tổ chức là những người mà đến cuối game không thấy đâu cả. Điều này là không được vui lắm đối với những người tổ chức. Đúng không các bạn? Và bây giờ mình nhờ bạn Kun, Kun bạn chụp cái màn hình lại, chụp cái màn hình chơi game của bạn lại. Để anh em có thể biết được bạn đích thị là chính chủ. Sau đấy bạn hãy gửi cái ảnh chụp màn hình đến cho bạn Việt Khoa ở phần comment ghim, link Facebook của Việt Khoa ở phần comment ghim để Việt Khoa check và trao thưởng cho bạn. Đây là lý do vì sao mà mình không mua cái bản cái bản game không giới hạn người. Mình có thể mua cái phần mềm này với cái giới hạn là 2.000 người chơi cùng lúc. Thế nhưng mà tôi biết các ông như vậy mà. Bây giờ con số vào nó tầm độ 400 ông. Đến lúc cuối game nó còn có 50 ông thôi. Cá nhân tôi thấy buồn. Nên tôi không muốn điều đấy xảy ra. Tôi chỉ tạo 50 slot thôi. Thế nhưng mà nó cũng tùy cái việc các bạn ủng hộ game đến mức nào. Bởi vì bọn tôi ngồi soạn câu hỏi và làm ra một cái trò chơi như thế này, chúng tôi mất nhiều thời gian hơn nhiều. Các bạn chơi chỉ mất độ 20 phút, 30 phút thôi. Nhưng mà cái người làm chương trình mất khoảng 2 tiếng. Thế cho nên là anh em thì có chơi thì cứ chơi đến cùng với tinh thần vui vẻ học hỏi nhất có thể. Mình hy vọng là những lần sau thì sẽ vui hơn. Đấy, lần đầu thì bản thân mình làm chương trình nó cũng bị trục trặc một chút. Đấy, thì anh em thông cảm. Vâng, chúng ta sẽ có phần trao thưởng cho bạn Kun. Đấy, Kun nhớ là làm theo hướng dẫn của mình, chụp ảnh màn hình cái màn hình của bạn lại và gửi cho bạn Việt Khoa ở phần comment ghim. Việt Khoa cũng chính là người đã tài trợ cho kèo này.